Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 50 top cần cho anh chạy trên tảng TC20 nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay qua link phần link mô tả mở ra mở một start cho chatbot nè bạn. Rồi thì các bạn dịch giùm mình cái dòng đầu nha các bạn. Rồi đây thì nó chọn kẹo nha các bạn. Các bạn giờ bấm vào continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nha các bạn. Join kênh chơi bấm chọn ra, bấm chọn wallet và bấm đáp lại và bấm reset nha bạn. Rồi visit website thì bạn xem qua website của nó nha bạn. Con này chưa có sắp ra mắt ứng dụng các bạn. Này chu nem email messenger rồi bấm đáp lên đi bạn, rồi bấm reset nha bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ chọn từ C20 đến giấy của lại trên giấy tay để không ạ. Các bạn copy địa chỉ dưới đây nè các bạn. Hay là đem coi nay có con nào về không các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ dưới các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi bạn bấm balance để check số cần các bạn. Rồi bạn đã nhận được 50 chan các bạn. Rồi bạn withdraw con chắc của nó. Thì sau khi các bạn nhập withdraw các bạn nhấp vào số lượng nữa các bạn. Nhập số lượng rồi là các bạn có thể rút liền, nhưng mà chương trình này, con này nó sẽ phân phối vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nha.